Ngày 20 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tiếp công dân liên quan đến đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Bích Hằng, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, về việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà trước đó chính quyền huyện Hóc Môn đã cấp sai. Trước đó, bà Bích Hằng có đơn gửi đến Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh việc Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà do cấp sai vị trí. Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn không giải quyết cấp lại, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bà và gia đình. Tại buổi tiếp công dân, sau khi nghe báo cáo ý kiến của các bên có liên quan, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ đã gửi lời xin lỗi đến cử tri Nguyễn Thị Bích Hằng cùng gia đình về những sai sót mà các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc cấp sai vị trí thửa đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2002. Đến năm 2011, khi bà Hằng làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì mới phát hiện. Từ đó, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn khẩn trương xem xét, hướng dẫn bà Nguyễn Thị Bích Hằng chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ để cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng vị trí đất. Ủy ban Nhân dân huyện cũng cần chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát hồ sơ, tham mưu trình Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn sớm cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Bích Hằng. Qua sự việc này, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, việc cấp sai vị trí đất thì phải thu hồi và cấp lại theo đúng vị trí để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân, không để sự việc kéo dài gây ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của công dân.